chờ mãi đấy. Thơm, làm gì mà phóng kinh thế? Tao sang hỏi u mày thì bảo hai đứa vừa mới đi, thế là tao phải cắm đầu cắm cổ đuổi theo đấy. Này, tao tưởng tuần sau mới phải có mặt ở xí nghiệp cơ mà. Có giấy tuyển dụng rồi, tao giục anh Thụy đi luôn. Tao sợ là... Phải. Hằng sợ trên đến người ta đổi ý, tuyển người khác. Việc nhà nước quyết định tuyển dụng đã có rồi, dấu son đỏ chót hẳn hoi, thay đi đổi lại đâu có đơn giản như thế, đúng không? Thì tao cũng giải thích như thế, nhưng mà cô có chịu nghe đâu. Cứ nặng nặc bắt tao phải đi ngay. Chắc là muốn ở nhà một mình để cho nó thoải mái. Anh hay nói lăng nhăng quá. Em có lo cũng là lo cho anh. Nếu anh không muốn đi thì cứ ở nhà. Ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau hẵng đi. Mặc xác. Ô hay. Sao hai đứa chúng mày cứ hay chành chọe với nhau thế nhỉ? Mà có phải là vì cái gì to tát đâu. Theo tao, thằng Thụy nó có lên sớm trước dăm hôm thì cũng là tốt thôi. Có thời gian để làm quen với mọi người, nhất là với công việc. Thế nào? Thế thầy mày về tiễn con trai, có cho cái gì không? Có. Một tiếng đồng hồ răn dạy. Nào là con phải phát huy vai trò của thanh niên đầu tàu gương mẫu. Còn cái gì nữa? Nào là con đừng quên truyền thống và tư cách của gia đình. Úi giời, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái cần nhất là tiền bạc thì thầy tao làm gì có. Thôi, được lời răn dạy như thế cũng là quý hóa rồi. Này, vợ chồng tao có ít quà cho mày đây. Đây, đôi giày đi rừng. Trông thế này thôi nhưng mà còn tốt ra phết đấy. Tao vừa đóng lại đế và đánh xi đàng hoàng. Còn đây, đèn ba pin. Chắc chắn là mày cần đến những thứ này đấy. Vợ chồng mày bày vẽ quá. Người ta đã phổ biến cho tao là sẽ được phát đồ bảo hộ lao động. Ngốc. Đã đành là như thế. Thế nhưng chắc gì mày đã được lĩnh ngay. Với lại trong lúc chờ đợi thì ông dùng bằng cái gì? Cầm lấy. À, còn chuyện này ra đây tao bảo. À, xin phép các bà cho cánh đàn ông chúng tôi nói chuyện với nhau một tí tẹo nhá. Này, kệ xa các lão. Này, trần ướt trần ráo đến nơi xa lạ, cũng phải nghĩ đến chuyện phòng thân chứ. Ok. Ôi. Mày cho thì tao xin, nhưng vợ chồng mày làm gì ra tiền? Vụ mía vừa rồi. Ôi giời. Tao nhượng lại cái lò mật cho người xã dưới cũng được một khoản. Mà khỏi phải lo cho tao. Gì chứ cái việc xoay sở ấy, chúng mày xách dép cho thằng Vinh này. Nhưng Thụy này, có một điều tao muốn nói với mày. Trước sau gì, tao vẫn nghĩ rằng người ta chẳng thể tha phương cầu thực mãi được. Rồi thì cũng phải trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình thôi. Mày có nghĩ như thế không? Thực tình thì tao cũng không muốn ra đi. Nhưng vì làng quê mình nghèo quá, ở lại không biết đến bao giờ mới mọc mũi sủi tăm lên được. Hơn nữa, tao hiểu. Thôi, cứ đi một thời gian rồi tính sau vậy. Thế nhá. Này, anh giao cô Thụy lại cho Hằng đấy. Trời sắp mưa rồi, đưa nó ra ga đi, kẻo ướt hết. Vâng ạ. Này, nhớ viết thư đi nhá. Rồi, tôi nhờ vợ chồng ông bà trông nom Hằng trong lúc tôi đi xa. Nếu mà có chuyện gì, cứ ông bà tao bắt đền đấy nhá. Vớ vẩn, chuyện gì? Yên chí đi. Vô phúc cho thằng nào xí sớn động đến em Hằng. Vợ chồng tôi á, cứ gọi là vặn cổ từ đằng trước tới đằng sau chứ. Đi nhá. Đi nhá.
dựng thẳng mía lên. Thẳng lên. Xiên xẹo thế không đo được đâu. Hai lá đấy. Chỉ tốn tiền tem. Gốc gác cậu là nông dân, sao cháu mệt thế? Nông dân chúng tớ 9-10 giờ sáng là nghỉ, 3-4 giờ chiều tắt nắng thì mới ra đồng. Ai lại làm giữa trưa nắng vỡ đầu như thế này? Thôi, nghỉ ăn trưa đi. Thực đơn của cậu vẫn như mọi khi chứ? Hôm nay dậy muộn, không kịp nấu cơm để nắm, đành ăn như các cậu vậy. Cơm đầy cầm, ăn tiện nhờ. Do ruột bỏ mẹ. Mời anh. Đi qua thấy hàng ở nhà, anh ghé thăm. Mời anh ngồi. Hàng mặc anh, người nhà cả, hàng khách sáo làm gì? Mời anh. Anh xin. Anh chờ em một tí. Thụy nó có hay viết thư về không ạ em? Thỉnh thoảng, lúc rảnh rỗi anh ấy cũng có viết. Thế thì thiếu quan tâm quá. Anh mà là cậu Thụy, mỗi ngày anh viết một lá. Dạ. Vụ tới nhà ta định trồng gì? Thế u em cũng chưa quyết. Thế bảo công ty đã ký xong hợp đồng với xã ta về việc trồng mía rồi phải không anh? Rồi. Lần này phải làm ăn thật bài bản, không để như vụ trước cán bộ thôn và bà con làm ăn tự phát như thế được. Em tưởng dạo trước ông Húc có anh ủng hộ nên mới dám liều thế chứ. Đấy, ai cũng hiểu thế mới chết tôi chứ. May mà các anh lãnh đạo xã kiểm tra kỹ lại biên bản, thấy rõ quan điểm của anh là phải hết sức thận trọng. Nếu không, anh đã bị kỷ luật vỡ mặt rồi. Mà hôm ấy, anh nói năng thế nào, Hằng cũng nghe rõ cả đấy thôi. Hôm đó Hằng cũng tới dự mà. Anh còn thấy
Hằng ngồi sau lưng cậu Thụy, đúng không? Anh Dương để ý kỹ ghê nhỉ? Lúc nào anh chả để ý tới Hằng. Chỉ có em là thờ ơ với anh thôi. Phải rồi, anh là thằng thư ký quèn ủy ban xã, đâu phải là người nhà nước như ai. Anh đừng nói thế, em không thích nghe đâu. Anh cứ ngồi chơi, chắc bố em cũng sắp về. Em đi đằng này có tí việc. Ơ, Hằng, em đuổi anh nhá. Ấy chết, em đâu dám nói thế. Em chỉ nói là em có tí việc bận phải đi. Ơ kìa Hằng, anh bảo đã này. Đi qua đây phải cẩn thận, kẻo đá rơi vào chân lại khổ bọn em. Đây gốc nông dân, lại có 5 năm đời lính, hai chân cứng như sắt, đừng có dọa. Hai thầy nó ơi, em đề cao có 1m1 thôi, làm thế nào đo em cao đến thước 7 để em đi thi hoa hậu? Đo khảo sát phục vụ công trình thì bọn anh cần chính xác đến từng ly. Chứ đo em 1m7 chứ 2m bọn anh cũng chiều nhờ. Thế á? Đó. Phải gió. Về rồi hả? Ờ. Đi ăn cơm luôn cho đủ mâm. Công trường xa, mọi người có xe máy nên về nhà trước. Cái xe cả khổ của tớ bị sang vành, hì hục mãi mới về được đến nhà. Từ mai, các cậu cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ tớ. Cốt chờ cậu về ăn cho vui. Chứ nếu không, tớ cũng bỏ quách cái bếp ăn tập thể rồi. Đi ăn cơm bụi. Tốn một chút nhưng mà tự do thoải mái. Thế thì chờ tớ vài phút, tắm cái ăn cho nó ngon miệng. Thế thì nhanh lên, tối nay họp tổ, bình bầu cá nhân xuất sắc đấy. Họp à? Họp hình thức cho nó xong ấy mà. Bây giờ ai cũng lo việc kiếm tiền, thì đua để nhận cái giấy khen, chả tiếc. Cậu cứ phát ngôn linh tinh, tổ trưởng phê cho tóe khói đấy. Dại gì mà phát ngôn chính thức, ai chả biết sẽ bị quy vào tội mất lập trường. Cậu. Được rồi đấy. Này, đấy, dạ, ông đi đâu đấy? Em tưởng họp xong. Về chỗ, đã xong đâu. Ông đây là tiện vầy. Thôi, tất cả trật tự, chúng ta tiếp tục. Cứ vớ vẩn. Chỗ kia. Bây giờ thế này, sau khi chúng ta đã kiểm điểm, đánh giá thành tích chung của cả tổ, chúng ta có nhất trí đề nghị tổ ta là tổ tiên tiến không? Dạ vâng, nhất trí tổ ấy, tổ ta là tổ xuất. Nhất trí thì cũng phải ở trong trật tự chứ. Đúng rồi. Ghi vào đi, 100%. Thư ký ghi nhanh lên. Giờ đến phần bình bầu cá nhân xuất sắc. Các đồng chí đề cử đi. Đề cử dài dòng là cái gì? Em bầu cái thằng này. Đúng rồi. Thằng Thụy là đúng. Em cũng nhất trí. Đúng rồi. Đồng chí Thụy thực hiện tốt 8 giờ vàng ngọc. Đúng không? Đúng. Bám xí nghiệp. Rất bám công trình. Hơn nửa năm nay không về thăm nhà. Đúng không? Đúng rồi. Nói chưa về thăm nhà. Không. Mà từ ngày có đồng chí Thụy, cả tổ ta không ai được trực đêm ở xí nghiệp. Đúng không? Đúng rồi. Em ghi biên bản. Ấy. Ghi biên bản thì phải biểu quyết đã nhé. Vô nguyên tắc. Bây giờ tất cả chúng ta giơ tay biểu quyết, nhưng mà phải trong trật tự nhá. Nào, giơ tay biểu quyết, ai đồng ý? Này, nghiêm túc nhá, bỏ chân xuống, giơ một tay thôi. 100%, ghi vào đi. Đủ 100%. Theo tôi được biết, cá nhân xuất sắc đợt này
sẽ được thưởng 3 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương. Sướng nhá, chứ không phải có mỗi cái giấy khen đâu nhá. Ôi mừng, lấy vợ rồi kìa. Quỳnh của nó cưới cho vợ chưa chú em? Quán làm chén rượu đi. Ờ. Năm tới, cố gắng đạt chiến sĩ thi đua, làm 6 ngày phép về thăm con. Mày không nhận, chúng nó tranh mất đấy. Hả? Đúng rồi. Đầu lớn thôi. Đồng ý đi để tao ghi biên bản. Đúng rồi. Thôi, giải tán. Đầu lớn thôi. Thụy là đúng, Thụy là xứng đáng. Được rồi đấy. Đúng rồi đâu. Đi, đi. Ông này là tiện vòi. Thế nào? Đã sắm được nhiều quà cho nàng chưa? Dành dụm tiền mua được chiếc xe đạp để đi công trình là thành phố cạo. Lấy gì ra mà quà cáp? Gọi là có một tí để cho ở nhà vui. Ừ. Chẳng lẽ mang tiếng là đi thoát ly mà lại về phép với hai bàn tay trắng? Lương một mình 3 cọc 3 đồng. Có muốn dành dụm cũng khó. Sắp tới, nghe nói còn gay nữa đấy. Sao thế? Xí nghiệp sắp hết việc, đang định cho anh em công nhân nghỉ, ăn 70% lương. Anh nào muốn về một cục, nghỉ không lương hay ra làm ngoài, xí nghiệp càng hoan nghênh. Mình chỉ là phụ việc, vác cái mìa chạy đi chạy lại. Ra làm ngoài ai thuê? Nhầm. Thủ trưởng đang thương lượng để nhận việc khoán ở một công ty tư nhân. Nghe nói họ trả rộng rãi lắm. Này, cứ nói khéo, may ra ông ấy cho một chân. Ôi dao, đến đâu lo đến đấy, lo trước cũng chả được việc gì. Cùng lắm thì về quê mà cày ruộng. Quê cậu thế nào không biết, chứ quê tớ có đủ ruộng đâu mà cày. Bữa trước nhận được thư nhà, thấy bảo lại trồng mía rồi. Quái thật, đã suýt chết vì mía, bây giờ lại hò nhau trồng không hiểu là nghĩa làm sao. Chào các cô, quê tôi cũng ở ngay đây thôi. Tôi đi làm ở trên tỉnh, được nghỉ phép về thăm nhà. Dạ thế, cán bộ tỉnh đấy. Ờ. Nắng quá nhỉ. Chào anh. Cả mấy xã bên này sông đều trồng mía như đây rồi ạ. Vâng. Cuối năm ngoái chả lao đao vì mía là gì. Chắc anh xa nhà lâu, lên lạc hậu rồi. Ôi giời ơi, cứ như cái vụ mía năm ngoái à, thì có mà chết à. Đúng đấy. Có nhiều thay đổi lắm anh ạ. Công ty đường vừa lắp thêm 2 tổ máy, tăng công suất, cần thêm mía, nên họ chính thức mở rộng vùng nguyên liệu sang phía bên này. Họ giúp mình á, từ vốn này, từ giống này, phân bón này, rồi ứng tiền cày bừa, cho tới thuốc trừ sâu trừ dẹp, kỹ thuật chăm sóc, cứ gọi là tuốt từng tuột anh ạ. Mỗi hecta trồng mía, tính ra công ty đầu tư từ 3 đến 5 triệu đồng cơ, tới kỳ bán mía, họ mới trừ nợ. Đúng đấy anh ạ. Thế à? Sao ở nhà viết thư lên chả nói gì với mình cả nhỉ? Anh nói gì cơ? À không. Cô này, thế còn khâu vận chuyển khi thu hoạch thì thế nào? Anh yên tâm đi. Công ty đã làm cam kết với các xã hẳn hoi rồi. Họ bảo đảm sẽ lo đủ phương tiện vận chuyển, bốc xếp cho nông dân mà. Họ cần mình lắm chứ anh tưởng. Này, nếu mà làm công nhân khổ quá thì anh quay về làng trồng mía với chúng em nhé. Thấy người ta đẹp trai cứ trêu mãi kìa.
Chúng nó nói đúng cả đấy con ạ. Lần trước là vì dân ta tự ý bỏ lúa trồng mía, chứ lần này bên công ty đường họ chịu trách nhiệm, họ làm chu đáo lắm. Vâng, thế thì con cũng yên tâm. Tôi nghĩ đến vụ trước mất trắng mà phát hãi. Thầy đi đâu mà lâu thế hả U? Chả biết nữa, bảo là ra xã làm thủ tục lương hưu với chế độ gì gì nữa ấy. Chắc cũng sắp về rồi. Con chả có nhiều tiền, thành thử thế này là hoang lắm rồi, còn mua sắm gì nữa. Ở nhà Hằng có thường sang với U không? Sang luôn, nãy vừa đây. Thế ạ? Nó bảo là sang ông Lăng Đạm cắt cho U thang thuốc bổ, nhưng U gạt đi. U bảo là tiền đấy để lo vào mấy sảo mía, nhưng nước nó U không chịu. Con bé đến là ngoan, nó coi việc nhà mình không khác gì việc nhà nó. Thế kỳ này về liệu đã cưới được chưa? Con bé ấy U xem ra khối đám định rình rập nó đấy con ạ. Là những đám nào ạ? Nào biết, chỉ thấy người làng bảo thế. Với lại cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha con ạ. Xem thế nào, tổ chức ngay đi. Này, U đã có đôi lợn trong chuồng rồi kìa. Còn tiền bạc ấy thì xoay xỏa thế nào cũng xong. Ai chả, cái khăn đẹp nhỉ, khéo chọn gớm. Để đến tối có đông đủ ta phám trả mời khách con ạ. Thế lần này con được nghỉ bao lâu? 3 ngày nữa con mới phải đi U. 3 ngày à? Có 3 ngày thì cưới hỏi làm sao? Vậy có dành dụm sắm sửa được gì không? Lương công nhân bèo bọt vất vả lắm U ơi. Chả sướng như mọi người tưởng đâu. Con phải chắt bóp mãi mới sắm được cái xe đạp để phòng lúc đi xa, là đã cố gắng lắm rồi. Ui giời ơi, thế mà còn bày vẽ quả cáp cho thầy U làm gì? Ban đầu con còn đang trong thời gian thực tập, năm sau chắc sẽ khá hơn ạ. Chả biết có cái năm sau ấy không. Hôm trước con được bầu là cá nhân xuất sắc đấy U ạ. Thế à? Chỉ tiếc là chưa kịp nhận bằng khen thôi. Bố con anh đi đâu, làm gì cũng đều được bầu là xuất sắc. Ấy hôm nọ bố anh còn mang về một loạt, toàn những bằng sắc, làm gì còn chỗ mà treo. Anh Thụy. Ui, trời ơi. Phải cẩn thận chứ em. Nó đau khổ. Đi đứng phải để mắt vào chứ con. Thôi, hai anh em vào trong nhà mà nói chuyện. U xuống lò cơm nước. Dạ vâng ạ. Vào đi. Đang làm một ruộng mía. Cái Đào nó chạy đến báo với em. Nó nhìn thấy anh đang cắm đầu cắm cổ đạp xe trên đê. Nó gọi mãi, anh có trả lời đâu. Thế à? Anh không nghe thấy gì thật. Ai nghĩ được lúc ấy em đang ở ngoài ruộng. Sao được về mà không báo trước cho em? Đột xuất. Chính anh cũng bất ngờ nữa là... Nhìn gì mà như muốn ăn sống nuốt tươi người ta thế?
Em vẫn thế. Vẫn xấu xí, đen đúa, không xinh xắn như các cô gái trên thị xã chứ gì. Lại vu oan giá họa cho người ta rồi. Ý anh muốn nói là em vẫn đẹp như trước. Còn anh không như một ông nông dân nữa rồi. Còn đấy, còn một nửa. Công nông liên minh mà lại. Kỳ này về, anh dự định tiến hành thắt chặt thực sự cái mối liên minh này đấy. Em có bằng lòng không? Ê, uống lên đấy. Cơ mà ghen chứ gì. Khỉ ạ. Rõ chỉ được cái ghen bóng ghen gió. Yên đã. Ngồi xuống đây em bảo. Anh muốn cưới luôn cũng được. Nhưng chẳng lẽ không mời cơ quan anh à? Chẳng gì anh cũng là cán bộ thoát ly. Có thủ trưởng của anh đi xe con bóng loáng về dự đám cưới chúng mình, có phải oách hơn không? Lúi rủi quá, dân làng họ cười cho thối mũi. Em nói cũng đúng. Cô Hằng xinh đẹp nhất xã thì đám cưới của cô ấy cũng phải to nhất xã chứ nhỉ. Ái chà, như thế thì tốn kém lắm đấy. Yên chí đi, anh lo được. Cả đời chỉ có một lần. Anh không để cho nhà em phải chê cười đâu. Anh biết không, để có được ruộng mía như thế này, chúng em phải học từng ly từng tí một đấy chứ. Lại rời cho vụ mía này không bị thất bát. À, có văn hóa như anh, còn ở nhà, thể nào cũng được nhà máy giao cho làm kỹ thuật. Người như anh ở xã mình còn ít quá. Còn mỗi anh Vinh này, anh Dưng này, anh... Dưng? Lại Dưng? Em có vẻ phục cái thằng cha lắm nhỉ? Sao anh lại nghĩ thế? Em thuận miệng nói vậy, chứ có ý tứ gì đâu. Cái gì phải giữ, thì em khắc biết cách giữ. Nhưng em nghĩ không việc gì phải ác cảm với người ta mãi thế. Họ đã gây điều gì không tốt cho mình đâu. Thôi. Cô không cần phải nói nữa. Tôi không thích nghe đâu. Tôi có việc, tôi phải đi đây. Này, cái Hằng đâu? Ở trong kia, vào mà tìm. Hứa gặp nhau mà đã thế rồi. Hằng ơi, có dẹp ở trong mía rồi đấy. Xem lại ruộng nhà mày đi. Thank you.
Tụi lên rồi đấy à? Anh đã về. Em định sang chào anh thì thấy chú nó bảo anh ở trên phòng kỹ thuật. Tớ sang ngó cái dự án của công ty trách nhiệm vô hạn thẳng tiến. Thử xem tổ ta có nhận khoán được phần việc gì của họ không. Dạ. Cũng phải mòi móc xem ở đâu đó có cái việc gì mà làm chứ. Dạ vâng. Xí nghiệp ta hết việc trong khoảng thời gian 5-6 tháng cơ mà. Thế nào, các cụ nhà ta ở dưới quê có được mạnh khỏe không? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Thầy U em vẫn bình thường ạ. Ừ. Hai cụ gửi lời cảm ơn anh đã hết lòng thương yêu giúp đỡ em. Có ít đậu cây nhà lá vườn, gửi biếu anh làm quà. Các cụ cứ bày vẽ, mình xin. À, về nhà có gặp cô Hằng được lâu không? Dạ, cũng gặp luôn ạ. Hằng gửi lời hỏi thăm anh, thăm cả tổ ạ. Rõ chán cho cậu. Xa nhau lâu ngày như thế, thư đi thư về, hẹn hò chờ đợi. Vậy mà về đến nhà, có hai ngày đã vội bỏ đi. Hay là có cái gì trục trặc? Không, làm gì có à? Em lên sớm để xin anh cho đi làm khoán gì đó thêm với tổ. Nhưng ngoài những nghề vác mía ra, cậu còn nghề gì khác đâu? Em làm gì cũng được ạ. Thôi được, để mình xem có công việc cửu vạn gì không. Dạ. Nhưng mà nói trước, tiền công cơ bắp là bèo lắm đấy. Em chấp nhận hết ạ. Còn hơn về Hà Nội chở thổ vác, đào ao, vét cống rãnh. Thú thực với anh, đợt vừa rồi chúng em cũng định cưới, nhưng sợ đến tiền thì chả thấy còn đồng nào. Mang tiếng là đi thoát ly, thành thử có làm đám cưới thì cũng phải gồng lên mà lo cho nó tươm tất, khỏi bị dân làng người ta chê cười. Mình hiểu. Mà chả cứ ở quê, ngay thành phố, thị xã cũng vậy thôi, hủ tục mà. Bây giờ cưới xin, có muốn tiết kiệm cũng chả được. Dạ. Nợ miệng mà. Thôi, vài hôm nữa đi làm với anh em ở trong tổ, cố mà dành dụm ít tiền. Dạ. Anh ơi, tổ ta làm theo phương thức nhận khoán cụ thể là như thế nào ạ? Khoán gọn. Ta tự hạch toán, rồi họ nghiệm thu công trình, lãi cùng ăn, lỗ cùng chịu. Thế nhỡ ra làm gì có cái khoản mất mùa như ở quê mình. Mà ngay như nông thôn bây giờ, từ khi được làm ăn theo cung cách mới, năm nào chẳng được mùa. Làm giàu thì khó, chứ chỉ để không đói thì đúng không nào? Hôm nào tao bắt đầu hả anh? Thank you.
Phải sang bên này. Bao nhiêu? Ok, cái ông này đến sau thì phải xếp hàng chứ. Mày được bao nhiêu đấy? Đấy, ông người giả tôi 10.000 hôm nọ đã giả đâu. Im nào, trật tự chứ. Đâu, riêng tao mày đã làm 400 tổng cộng mới được có ngần này. À, hoàn thành công trình khoán có khác, vui như Tết ý. Gớm, thế nào, có hơn là làm công ăn lương cho xí nghiệp không hả các chú? Gấp 10 lương cũ bà chị ạ. Như thằng Thụy kìa, lương phụ việc thôi nhá, vậy mà cũng đủ tiền về lấy vợ rồi đấy. Kỹ thế. Nói chi đến dân kỹ thuật lành nghề. Có thật không chú Thụy? Thế lĩnh được bao nhiêu? Có được 1 triệu không? Em đang lo, không biết liệu có đủ tiền trả cho nhà bếp hay không. Alo, ai ăn bếp lên cơ thì nộp tiền đi nhá. À, cô Thụy hay rồi, nộp tiền đi. Bao nhiêu ạ? Xem nào. Tổng cộng cả nợ cũ bị chi là 360 ngàn. 360 à? Thế thì chỗ này còn thiếu 60. Tôi tưởng các cậu làm khoán cho tư nhân thì trúng lắm cơ mà. Bố ơi, họ nghiệm thu kỹ lắm, không lơ mơ như trước kia ta làm cho các cơ quan bao cấp đâu. Ai cũng tưởng mình giỏi, hóa ra hỏng bét cả. Thế là bị phạt đấy bố ạ. May mà chạy làng kịp, có ít tiền người ta tạm ứng trước, đem chia nhau đấy. Khổ thân quá. Già cũng khó khăn đấy nhỉ. Chứ gì, thời buổi cạnh tranh mà, anh nào mà không giỏi giang ấy có chết đầu nước bác ạ. Mà tôi nói nhé, Dương Xuân là ai cũng nợ. Có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, tớ thông cảm, lại cho nợ vậy. Thôi, tháng sau thì mời các cậu ra ăn cơm bụi. Thôi giời, nhà ăn liên cơ kỳ này cũng đến giải tán, tôi kham không nổi. Rồi đây. Dạ. Có đủ không? Cháu vừa lĩnh bao nhiêu cháu đưa hết cho bác ạ. À, à còn cậu, nộp đi. Giả nợ cho Dương Xuân 200, rồi đây còn có 30. Thế là mày được 230. Tất nhiên là hơn. Bằng giữ tiền hộ nhà bếp, mày biết ăn gì mà sống. Cho cháu bán một phát ạ. Mời anh. Dạ vâng, cháu xin. Sử dụng bazooka vẫn thành thục lắm nhỉ. Tưởng có thời làm ông chủ hút toàn thuốc có cán. Lúc làm chủ ấy cũng đố bác một lần nhìn thấy cháu hút thuốc có cán. Đấy. Mà có dẫu thế đi chăng nữa thì khi thôi làm chủ, ta lại phải quay trở lại với bản sắc truyền thống dân tộc. Với lại cái thời buổi này ấy, hôm nay làm chủ, ngày mai lại làm thuê, kiểu gì cũng phải chiêu được chứ bác. Thế sao bác lại ngồi đây thế này? Ta định ra xem mía má nhà ta thế nào, mỏi quá, ngồi đây nghỉ một lúc. À, thế ạ. Cháu phát nữa. Chơi thân với nhau, nhưng xem ra anh còn mạnh mẽ hơn anh cu Thụy. Mỗi người mỗi tính chứ bác. Con rể tương lai của bác thì lại được cái thâm trầm, chịu nghĩ, chứ không ăn nói lốp ba lốp bốp như cháu. Theo bào biện cho bạn nhé. À, mía nhà anh thế nào? Tốt lắm bác ạ. Cũng may mà cháu phát hiện sớm, kịp phun thuốc trừ tiệt nọc cái lũ dẹp ấy, chứ nếu không thì gay go to. Mà mía nhà bác cũng oách đấy chứ hả? Bác ơi, nhưng mà cháu lo cái hàng nó ốm mất, một mình nó trông nom cả hai hộ. Giá mà có thằng Thụy ở nhà thì cũng đỡ. Vâng, bên tôi tuy nhiều khẩu thật, nhưng tôi thì vô dụng. Các em anh thì còn bé quá, có còn chị cả thì ở mãi tít tận Lâm Đồng. Còn mình con Hằng xoay xòa cũng vất
Hơn 2 sào mía, lúc nhà máy thu mua, không thuê không nhờ, một mình cái hàng làm sao mà vừa chặt vừa vác ạ. Lúc ấy khác lo. Giờ hãy tính mía nhà mình không bị chặt phá trộn. Nghe nói dân Đào Vàng đồn nhau trên kia có mỏ, sắp un un kéo qua đây đấy. Cháu cũng đã tính đến chuyện ấy rồi. Ta phải dựng lều canh, các gia đình tự cắt cử người nhà mình ra mà trông nom cẩn thận suốt ngày đêm. Trồng cây sắp đến ngày hái quả, lơ mơ có mà hỏng bét à. Việc canh chừng là đúng quá đi rồi. Nhưng giá như thôn xã đứng ra tổ chức cho đám thanh niên trai tráng giúp đỡ bà con thì hay quá. Giúp cho những hộ neo đơn nghèo đói, đương nhiên những hộ đó phải trích hoa màu ra để trả cho người canh chứ. Như năm ngoái năm xưa ấy, ta cử đội bảo vệ canh lúa ấy. Đúng như thế, mình vẫn có hợp tác xã cơ mà. Có thế thì mới gọi là xã hội chủ nghĩa chứ phải không bác? Được không? Nào biết, chỉ thấy người làng bảo thế. Với lại, cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha con ạ. Trong đám địch thủ của mày, có cả thằng cha Dưng đấy. Nó về chặt lắm, nghe tin con hàng sắp trở về làng, nó tìm cách o bế, tranh thủ tình cảm ông ở đời đến nơi đến chốn đấy. Tôi về đây, được đổi công với người đẹp là vinh dự lắm đấy, ông Thụy à. Tôi ghen với ông đấy, ông Thụy à. Ơ hay, cái anh này nói vớ vẩn cái gì thế? Đổi công ấy thì tùy ý hai nhỉ. Nhưng nếu đổi ruộng hoặc là đổi người thì phải xin ý kiến ủy ban đấy, anh bạn. Thôi anh. Anh Dưng, anh... Dưng, lại Dưng. Em có phải phục cái thằng cha lắm nhỉ? Sao anh lại nghĩ thế? Em thuận miệng nói vậy, chứ có ý tứ gì đâu. Cái gì phải giữ thì em khắc biết cách giữ. Nhưng em nghĩ không việc gì phải ác cảm với người ta mãi thế. Họ đã gây điều gì không tốt cho mình đâu. Thôi, cô không cần phải nói nữa. Tôi không thích nghe đâu. Tôi có việc tôi phải đi đây. À, cô Thị đây rồi, nộp tiền đi. Bao nhiêu ạ? Xem nào. Tổng cộng cả nợ cũ bị chi là 360 ngàn. 360 ạ? Ừ. Thế thì chỗ này còn thiếu 60 rồi. Buồn hả? Anh lại nhớ nàng rồi. Thôi, từ mai đi câu với tớ cho khuây khỏa. Xí nghiệp hết việc như thế này đến bao giờ ấy? Có phải hết việc đâu. Đấy là chưa có ai thuê mình làm việc đấy chứ. Dạ. Tự nấu ăn có tiết kiệm thêm được tí tiền nào không? Cẩn thận, ốm thì chẳng bỏ. Dạ, khỏi phải tiêu vào tiền ống ạ. Anh ơi, em định tối sang bên anh. Có việc gì thế? Dạ, em định xin nghỉ lâu lâu một chút ạ. Về cưới vợ hả? Hay quá, mình nhất trí thôi. Thế định nghỉ bao lâu? 1 tháng nhá. Cưới cho xong đi.
mình nghèo. Theo tớ, cứ tổ chức theo đời sống mới, vừa tiết kiệm lại vừa được nhà nước biểu dương. Em cũng chả mong cái sự biểu dương ấy đâu. Có điều... lương kỳ tới bao giờ có hả anh? Đã có đâu. Nghe nói phải chờ cấp trên sắp xếp lại tổ chức gì đó nên chậm. Khổ. Chỉ còn phải trả có 70% lương mà vẫn cứ nợ mãi. Thụy này, hoàn cảnh cậu gay go lắm hả? Có cần mình nói với anh em mỗi người cho vay tạm một ít không? Chết chết, chưa cần phải như thế đâu ạ. Em cứ về nhà đã, xem tình hình ở nhà thế nào, rồi em sẽ báo cáo với xí nghiệp sau ạ. Nếu như tổ chức được, thế nào cũng mong các anh và ban lãnh đạo bớt chút thời gian về với chúng em cho vui ạ. Xa xôi quá, anh em lại đang trong cơn túng bấn. Tớ lo là dẫu có muốn cũng chẳng ai về được. Còn ban giám đốc xí nghiệp thì tớ nói thật nhé, cậu đang là cái anh hợp đồng tạm tuyển, chẳng có lãnh đạo nào về đâu. Chỗ cùng tổ, tớ cứ nói huỵch tuẹt thế này, tớ sẽ thay mặt cả tổ gửi cậu ít tiền, cậu cầm về luôn, thêm thắt vào để lo việc cưới. Thôi, để mình về lấy tiền. Thôi chết rồi, thôi chết rồi, thế là xong. Thôi, mèo chén hết cá rồi. Đó là cốc mỏ cỏ sơi, công làm suốt một ngày, giờ đi tong. Họa vô đơn chí chưa? Này, Thụy về đấy hả? Bác ạ, bác có thấy thầy U cháu đi đâu không ạ? Nghe thấy bảo bố cháu sang bên sông dỗ chặt thì đấy cơ mà. Vào nhà tao nghỉ cái đã. Dạ, xin phép bác để khi khác ạ. Bác đi nhé. Thôi tùy mày. Còn thuốc lá cho xin điếu ông Vinh ơi. Làm gì khó. Cho điếu thuốc lào Hiếu ơi. Như ngọn hải đăng giữa biển khơi, một túp lều canh mọc giữa trời, xung quanh toàn mía xanh xanh mọc, mía dân ta trồng quý hơn ngọc. Bạn ơi, không ngờ anh Vinh lại còn là thi sĩ nữa. Em nói không, kể ra tài làm thơ con cóc của chồng em cũng hơi bị được ấy chứ hả? Ê, khéo tắc thở đấy em ơi. Thở với chả thần. Em bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài thơ của chồng em như thế là anh cũng khoái lắm rồi. Nhá. Thôi, tôi làm hề cho hai bà như thế là đủ lắm rồi. Bây giờ hàng ở lại đây, anh phải đưa Đào về trong nhà. Tranh thủ còn phải đào qua mấy lều khác xem có tình hình gì đặc biệt không. Vâng. À này, thế bọn nhóc nhà em vẫn chưa ra ngủ cùng với chị à? Em bảo chúng nó ở nhà, mai còn đi học sớm. Với lại em có sợ ma đâu mà. Ma nó sợ mày thì có ấy. Thôi bọn tao về đây. Đi anh. Về nhá. Anh về nhá. Dạ vâng.
Có mỗi mình ở đây à? Đẹp không? Bánh vẫn ngon hơn, đúng không? Đúng cái tàng thuốc lào tiền lãng đây. Lương công nhân 3 cọc 3 đồng. Tiền đâu mà quả cáp thế này. Này, tiền còn phải để dành, mai kia mà nuôi con nữa chứ. Dạ. Này, nếu anh sốt ruột thì ra đồng mà tìm nó. Anh phải đi bộ thôi, khúc mương cấn vừa mới đào, không xe nào qua nổi đâu. Để em đưa đi. Thôi, em cứ ở nhà học, anh đi một mình được. Con xin phép hai bác, con ra ngoài một tí ạ. Này, kiếm cái gọc tre khô, đốt đúc mà đi tìm nó. Dạ vâng. Anh đi nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Lần sau với phép, nhớ mua quà cho em, anh Thụy nhá. Càng nhiều càng ít. Ôi kìa, cái con. Thằng cứ làm nhanh là hủi không bằng. Ngồi đây chơi một lát, có phiền gì không? Nếu em nói là có, Thịnh Dương có ra khỏi đây không? Hỏi chơi vậy thôi, chứ có công việc của hợp tác xã muốn bàn với các vị đây. Thằng này, cái việc kế hoạch thu mua mía ấy mà đã được thông qua rồi. Cụ thể là thế này này. Chú Hiếu ơi, lán nhà hàng ở chỗ nào ạ? Cô Thụy đây hả? Đấy, dạ. Ngay trước mặt đây. Ê, nhìn thấy chưa? Dạ, cháu cảm ơn ạ. Có gì đâu. Còn việc gì nữa không anh? Còn. Còn một việc. Thế Hằng có nhận được lá thư của tôi bày tỏ tình cảm thiết tha không? Sao Hằng không trả lời? Anh đừng quên rằng em và anh Thụy đã làm lễ ăn hỏi. Với lại em nói thật nhé, em đã nhận hàng trăm lá thư viết kiểu như thế. Làm sao mà em nhớ được? Tôi biết mà. Hằng thì nhớ gì đến cánh quê mùa chúng tôi. Biết thế, tôi cũng xin thôi quách cái chân thư ký ủy ban, lên tỉnh làm cán bộ, dù chỉ là cái thứ cán bộ hạng bét, chuyên đi hầu hạ người khác. Biết đâu như thế, Hằng lại chẳng có tình cảm với tôi hơn. Nhỉ? Anh ra khỏi đây ngay. Hằng, làm gì thế? Buông ra. Anh yêu em. Buông ra đồ đạc. Anh yêu em. Anh yêu em. Làng xóm có lời ong tiếng ve gì về tôi chưa mà anh đã hành hạ tôi như thế này? Anh không nghi ngờ gì em, nhưng tốt nhất em hãy để cho anh được ở một mình vài hôm. Được, anh cứ việc ở một mình, chẳng cưới xin gì nữa, coi như cắt đứt. Tôi hư hỏng, tôi chẳng rõ, tôi không xứng với anh. Em đi đâu? Về nhà mình. Khoan đã, thế tại sao? Chẳng sao với răng gì cả, buông ra để tôi đi. Bác ơi, con khổ quá. Con ở nhà tốt xấu ra sao, hãy bác làm chứng cho con một lời. Bác hiểu cháu ạ. Thằng Thụy đã cư xử không ra dáng một người đàn ông, ghen tuồng vô lối, cố chấp nhỏ nhen. Anh Thụy, anh có nhận biết điều thầy anh vừa nói là đúng không? Ông cụ chửi mày một trận nên thân như thế là cũng đáng đời đấy con ạ.
mà tất cả là cũng chỉ tại cái đèn dầu đổ. Với lại cái thằng Dương nó cũng chơi chẽn quá, chứ con Hằng nó có lỗi gì đâu. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu, mà cũng tại mày nữa cơ. Tại sao mà không cưới nó ngay tắp lự đi, mà lại còn cứ trơn vơn mãi. Một xu dính túi không có, lấy gì ra mà cưới? Dân làng kéo đến uống nước chè xuông à? Ôi trời ơi, mày lại chạy theo cái thói sĩ diện hão của mấy thằng hợm của rồi. Có thế nào thì mình cưới thế nấy. Thế chẳng nhẽ cứ phải mâm cao cỗ đầy, 9 trâu 10 bò thì mới gọi là cưới à? Điều quan trọng là chúng mày sống với nhau thế nào. Cái thằng qua cầu rồi, nói cái cho gì mà chả được. Mà mày nói thế nào ấy chứ? Tao nghe u mày phô là dưới chuồng còn có đôi lợn những gần 70 cân, ngoài vườn lại có đàn gà hơn 20 con. Khoản che thuốc thì đã có cái tiền chế độ trước khi nghỉ hưu của thầy mày, thế là cũng ổn rồi, lo gì nữa? Lo cái gì à? Lo là tao cưới vợ, nhưng rồi liệu đấy có phải là vợ của tao thực hay không? Thằng này điên mất rồi, đàn ông gì mà hèn thế? Hay là có đứa nào, hay là có đứa nào đặt điều xúi bẩy mày hả? Mày chỉ cho tao cái mặt thằng đấy, tao đập vỡ mặt nó ra. Tao yêu Hằng thế nào chúng mày biết rồi, tao không thể sống thiếu Hằng được. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái đêm hôm ấy ở ngoài lều canh mía là tao lại ức nghẹn lên đến tận cổ. Nói hết cho Hà đi, rồi thì nghe đây này. Chúng ta là bạn thân của mày, chúng tao khẳng định với mày là Hằng nó không có một tí tội tình nào cả. Mà cái thằng đáng xử chém ấy, chính là mày đấy. Mày không hiểu à? Giá như mày không hèn nhát, không rời bỏ đồng đất quê hương để đổi lấy cái danh hão là công nhân thoát ly, thì ở nhà đứa nào dám trêu ghẹo cái Hằng của mày? Mọi việc nặng nhọc của con nhà nông, đáng lẽ ra chính mày phải là thằng giơ vai ra gánh vác. Chính mày phải là người nằm ở cái lều đó mà canh mía, chứ không phải là cái Hằng. Vậy mà mày nỡ bỏ đi, rồi khi về lại còn sinh sự với người yêu nữa. Mày thử nghĩ xem, mày là cái loại đàn ông gì hả? Thì chính Hằng muốn tao thoát ly, tao đâu có muốn xa cô ấy. Đã có lần tao nói với mày rồi, hình như cô ấy chỉ muốn mau chóng tống cổ tao ra khỏi làng thôi. Mày chơi với hai đứa dở hơi chúng mày ông mệt đầu quá. Mày thì tự dưng trở thành một thằng vô nghề ngỗng, máy không hay cày không thạo, còn con Hằng thì một mình nai lưng ra lo việc cho cả hai gia đình. Thôi, cưới đi, cưới ngay đi rồi mọi việc sẽ ổn hết. Cưới xong rồi hai đứa lo làm lo ăn, sướng khổ có nhau. Thằng ngu ạ. Ủy ban xã mình làm thủ tục đăng ký kết hôn vào thứ mấy? Thưa anh, đây là các gia đình thực sự khó khăn, em đã nghiên cứu rất kỹ rồi ạ. Đề nghị anh xem xét và cho chúng em ý kiến chỉ đạo ạ. Thôi được, cậu về làm lại đi, xong mang sang cho tôi nhé. Dạ vâng. Dạ thưa anh ký trong từ lát nữa. Đây này, nếu có khách tiếp hộ mình nhé. Dạ, cảm ơn anh, tôi về ạ. Vâng. Chào chú Thụy. Dạ. Anh Chính ơi. Chú Thụy đây. Dạ, em xin làm thủ tục đăng ký kết hôn ạ. Làm thủ tục kết hôn à? Dạ. Chú ngồi đi, vâng, đưa giấy tờ anh xem nào. Xã mình ít cán bộ quá, thành thử dân có muốn xin dấu má gì cứ phải dài cổ ra mà đợi. Cả hai người cùng giải quyết thì công việc có phải nhanh hơn không? Mà bỗng nhiên anh Dương anh bỏ đi đâu ấy nhỉ? Sao thế nhỉ? Tự nhiên ngó ngó nghiêng nghiêng ra ngoài, rồi đùng đùng bỏ chạy cứ như ma đuổi. Mà ông này cái mặt bí xì xì như thế, khéo mà bị Tào Tháo đuổi cũng nên. Chú Thụy này, giấy tờ thì đủ rồi đấy, nhưng sao chú không lai của Hằng ra đây cùng ký vào giấy kết hôn một thể?
Này, còn nhiều giờ đấy. Về chở cô ấy ra đi. Vâng, chúng em sẽ quay lại đây ngay. Nào, số thiếp của các cụ ở chi bộ với tổ hưu trong xã đã xong cả chưa? Đưa thầy đi mời các cụ. Dạ đây ạ, con đã làm xong theo đúng danh sách thầy ghi rồi đấy ạ. Thế U nó đã sang bên nhà cô Thuận bàn với thằng Lễ về cái khoản giã giò chưa? Ây chết, ông không nhắc thì tôi quên mất, để tôi đi ngay đây. Cái bà. Ở trong ấy đấy à? Anh tưởng em đi chia chầu cau với mẹ. Ai đời cô dâu phải đi chia chầu cau bao giờ? Anh viết thiếp à? Bên nhà em xong xuôi hết cả rồi. Em đố anh cái gì đây? Chịu. Cái gì thế? Chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Xem này. Đẹp không? Định hôn cưới choàng cái khăn này à? Dở hơi. Mặc váy cưới ai lại choàng khăn này? Để dành đến hôm lạ mặt thôi. Liệu còn sót ai không anh nhỉ? Anh đi bộ đội mấy năm, về nhà chẳng được bao lâu lại lên tỉnh ở. Anh không nhớ hết được bọn trẻ vẫn sinh hoạt thanh niên với em đâu. Em phải tự nghĩ thôi. Với lại anh cũng muốn hỏi em, ta có nên mời hết cán bộ ủy ban xã không? Xưa này cả làng cả xã làm như thế nào anh còn lạ gì. Nhưng nếu đám cưới chúng mình anh không muốn theo cựu lệ thì tùy anh. Em thì thế nào cũng được. Sao lại tùy anh? Số khách này chủ yếu là của em đấy chứ. Ở nhà em sinh hoạt đoàn với họ, rồi còn quan hệ làm lụng mía má với họ nữa cơ mà. Em hỏi thật, đến lúc này mà anh chưa quên chuyện ấy à? Có phải anh chán đám cưới này rồi phải không? Hay, thì vẫn đang chuẩn bị đi thôi. Nhưng mà nhân đây anh cũng nói luôn với em, cưới xong, anh sẽ xin nghỉ ở xí nghiệp, về làng đi cày, đi vác thược mãi, nghèo vẫn hoàn nghèo. Thì ra lỗi là tại em à? Em làm cho đời anh lận đận ư? Anh Thụy, sao anh không trả lời? Rắc rối quá, trả lời cái gì mới được cơ chứ? Trước đây, em bảo anh đi thoát ly. Ừ thì đi thoát ly. Bây giờ em bảo về cưới. Ừ thì về cưới. Đến lúc anh thực lòng muốn về làng, nhưng em bảo không được về. Về lỡ mất tự do của em. Ừ thì anh không về. Thế là em bằng lòng chứ gì? Có lẽ hai chúng mình đều phải suy nghĩ lại về cái đám cưới này, anh Thụy ạ. Nhìn xem thẳng chưa? Thẳng rồi.
Đấy, cái chữ hát ấy là nó phải giữa tim phong nhá. Này, chuyển cái chỗ bàn ghế sang bên kia đi. Được rồi, nào anh ơi, làm với anh mỗi người một chân một tay. Nhanh lên. Rồi. Số khách ấy chủ yếu là của em. Ở nhà em quan hệ làm lụng mía má với họ nữa cơ mà. Anh Thụy, có lẽ cả hai chúng mình đều phải suy nghĩ lại về cái đám cưới này. Thế nào? Xong xuôi cả chưa? Đến giờ xuất phát rồi. Rồi. Chật giờ, họ nhà gái người ta chửi chỗ ủng mả đấy. Úi giời ơi. Xem nào. Này, tao hỏi, mày phải nói thật. Mày có còn điều gì cấn cái trong lòng xung quanh cái đám cưới này không? Chỉ còn hơi cú thằng cha kia một tí. Còn đối với Hằng, tao thực lòng thương yêu cô ấy. Tao biết từ hôm nọ đến nay Hằng khổ sở vì tao nhiều lắm. Cưới rồi tao sẽ làm tất cả để chuộc lỗi. Thế mới gọi là đàn ông chứ hả? Các cụ chuẩn bị xong cả chưa? Đội hình cực đẹp đang đứng chờ ngoài ngõ. Đi thôi. Ui thôi. Ui thôi chết. Sao thế? Chịu. Chắc là hết pin rồi. Nhanh xem nào, hết pin ơi. Hết pin rồi. Bà bảo đứa nào vào dục cứ làm cho nó nhanh lên. Này! Cô bác ơi! Cái Hằng bỏ quần áo cô dâu chạy trốn rồi à? Cô dâu bỏ trốn rồi. Hằng bỏ trốn rồi. Anh Thụy, em chẳng muốn nói nhiều. Vợ chồng sống với nhau cả đời mà không có lòng tin thì khổ lắm. Sự nghi kỵ của anh làm cho em thấy tủi nhục quá. Em chẳng xứng là vợ của anh đâu. Vĩnh biệt. Cháu thấy chị Hằng đi qua rào sau nhà. Khổ quá, cháu hỏi chị đi đâu, chị lại bảo ra ngoài sông để tắm. Nào cháu có ngờ cơ sự thế này đâu cơ chứ. Thank you.
Hãy yêu hỡi người, dù quê ta đất cằn đá sỏi. Hãy thương hỡi người, sông vắng lẻ lối con đò. Hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai. Câu hát ru lòng người ơi, người có trên đồng nắng đổ ba vai áo lúa vàng vẫn đợi ai ghé thăm, ai vẫn chờ dấu người đi xa đất xa. Hỡi người, giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ.